Lexus LM, viết tắt của Lexus Minivan, là dòng xe MPV hạng sang hay minivan của thương hiệu Lexus trực thuộc tập đoàn xe hơi Toyota, Nhật Bản. Ra mắt lần đầu tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2019, Shanghai Auto Show 2019, Lexus LM chính thức có mặt tại thị trường Đông Nam Á vào đầu năm 2020. Lexus LM có tổng cộng 02 phiên bản bao gồm LM300H và LM350, trong đó phiên bản LM300H. Sử dụng động cơ xăng Atkinson 4 xi lanh dung tích 2.5L kết hợp với hệ động lực hybrid. Mẫu xe MPV hạng sang của Lexus xuất hiện với nhiều đột phá về thiết kế, nhất là khoang ngồi dành cho ông chủ. Chia sẻ nền tảng chung với Toyota Alfa Road, nhưng LM300H là một chiếc xe sang trọng mang ADN Lexus. Những điểm khác với Alfa Road là hốc đèn sương mù, ốp sườn, cản sau đều được bổ sung thêm các chi tiết mạ chrome sang trọng. Lexus LM300H vẫn giữ được những đường nét cơ bản của một chiếc MPV cỡ lớn, điển hình là kích thước to lớn, cửa trượt hai bên cùng các ô cửa sổ to bản. Đầu xe Lexus LM300H gây ấn tượng bởi lưới tản nhiệt hình con sút spindle jean cỡ lớn với phần viền được mạ chrome sáng bóng, hệ thống đèn pha full, LED sắc sảo. Đèn ban ngày sắc nhọn lấy cảm hứng từ Lexus làm sao thế hệ mới. Về thông số kỹ thuật, xe trang bị 02 tùy chọn màu sơn bao gồm đen bóng và trắng ngọc trai, White Pearl Crystal Shine. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế liền mạch, gây ấn tượng mạnh. Khi chạy ban đêm, một thanh mạ chrome to bản chạy ngang đuôi xe phía trên ba đô sóc tạo cảm giác cân đối chắc chắn. Phía đáy cản sau cũng bố trí những dải chrome mảnh rẻ tạo điểm nhấn sang trọng. Là một chiếc MPV hạng sang cỡ lớn, Lexus LM300H phải làm sao để thỏa mãn những khách hàng lắm tiền nhiều của. Lexus LM300H có hai cấu hình là 4 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi. Trên phiên bản sang trọng, Rear Lounge, 4 chỗ ngồi, khoang sau gồm 2 ghế VIP được thiết kế như trên khoang hạng nhất của máy bay. Một vài tính năng cơ bản bao gồm hệ thống điều hòa S-Flow, cửa sổ trời cỡ lớn, các chi tiết, trang trí mực bạc jean, xuôi, bô cư lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật. Trong khi đó, nội thất phiên bản Lexus LM300H 7 chỗ có giá rẻ hơn nhưng bị lược bớt các tính năng sang trọng. Hai ghế ngồi VIP sử dụng da sơ mi Anilai cao cấp, tích hợp tính năng massage, sưởi, trượt ngả linh hoạt, thậm chí biến thành giường ngủ luôn. Đặc biệt, khoang sau này tách biệt hoàn toàn với khoang lái bởi một vách ngăn kín, có thể điều khiển điện, mang đến sự riêng tư tuyệt đối dành cho các thực khách. Các trang bị cơ bản trên Lexus LM300 giờ khác gồm màn hình hiển thị OptiTrôn 4.2 inch, hệ thống điều hòa hai vùng, cho buồng lái trước, cửa trượt mạnh mẽ, màn hình chính và bộ sạc 12.3 inch điện thoại thông minh không dây. Trên vách ngăn với khoang lái, Lexus LM300H được trang bị một màn hình giải trí cỡ lớn 26 inch. Người ngồi phía sau có thể nghe nhạc, xem phim và tận hưởng âm thanh từ 19 loa đẳng cấp Mark Levinson. Các tính năng kể trên đều có thể điều khiển dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng đặt tại vị trí bệ tì tay. Ngoài ra, Lexus LM300H 2021 4 chỗ còn có tủ lạnh và ngăn riêng để cất hành lý. Tất cả hướng đến một mục tiêu duy nhất là làm hài lòng những ông chủ. Về vận hành, Lexus LM300H Hybrid trang bị động cơ tăng áp 4 xi lanh 2.5 lít cho công suất 141 mã lực, mô men xoắn 270 nanomet kèm với một bộ pin niken cho công suất 67 mã lực và mô men 139 nanomet. Sự kết hợp này mang đến cho xe sức mạnh tối đa 208 mã lực và sức kéo cực đại 409 nanomet. Xe sử dụng hộp số vô cấp E-CVT, hệ dẫn động cầu trước FVKD. Chiếc xe minivan to lớn có thể tăng tốc không đến 100 km/h trong 10,5 giây, tốc độ tối đa 180 km/h. Phải nói là khá đáng nể. Nhờ công nghệ giảm xóc van xoay swing van xốc absorber chia sẻ từ dòng Lexus S thế hệ mới, Lexus LM300H 2021 cho khả năng vận hành êm ái hơn hẳn người anh em cùng mẹ. Khác cha là Toyota Alfa Road. Tại thị trường Đông Nam Á, Lexus LM300H với hai tùy chọn gồm bản 7 ghế tiêu chuẩn giá 5,5 triệu bạt, tương đương 3,97 tỷ đồng và bản 4 chỗ sang trọng giá 6,5 triệu bạt tương đương 4,69 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang bán có cả bản 4 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi với hai màu ngoại thất đen và trắng. Chúng tôi có bán trả góp, quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 80% giá trị xe trong vòng 5 năm với lãi suất ưu đãi. Thủ tục đơn giản và nhanh chóng, chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị và các bạn đã được nhận xe. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe.
Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.